Rồi cho các bạn chiêm ngưỡng là cái ngôi nhà của mình mới decor nhà này không? Đấy, lên vàng hai cái nó giàu nó khác ngay liền mọi người, đẹp không? Hello mọi người, mình Vũ Baking đây. Hay thì ngày hôm qua thì mình đã lên vàng hai rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ mua nhà neon rồi các kiểu cho mọi người. Thì có rất là nhiều bạn comment kêu mình là hướng dẫn cách mà kiếm kim cương nhiều đi. Tại vì cái game này là kim cương là tất cả cho mọi người. Kim cương có thể là mua tiền sao nè, mua tùm lum tùm la hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Thì cách đầu tiên á, là cách này là ưu tiên nha mọi người, đó là xem quảng cáo. Thì ai cũng muốn xem quảng cáo để mà nhận nhiều tiền lắm đúng không? Thì có nhiều bạn là rất tích cực xem quảng cáo luôn. Thì một ngày các bạn sẽ xem được 200 quảng cáo nha mọi người, tương đương với là một ngày các bạn sẽ nhận được 2.000. Thì cái này là số tiền ngày hôm qua mình chưa sử dụng này, hôm nay mình mới coi có được mấy chục quảng cáo các bạn. Thì nếu mà càng lên rank càng cao thì các bạn sẽ đổi lên tiền sao càng nhiều ha. Hình như mới vô là 6-70, bây giờ lên mình lên 100.000 luôn này mọi người. Rồi cách thứ hai là các bạn sẽ phải chơi cái trò đá banh này nha mọi người. Trò đá banh này thì các bạn sẽ vừa kiếm được là kim cương là đó, kim cương này các bạn thấy không, vừa kiếm được là huyên chương áo rồi để mà đổi vật phẩm nha mọi người. Nhưng mà kim cương ở đây thì kiếm không có nhiều, nó chỉ xếp sau cái xem quảng cáo thôi các bạn. Thì các bạn tích cực chơi trò này thì một ngày kiếm cũng được khoảng 100-200 kim cương là ít đó mọi người, nếu mà xuyên chơi ha. Và các bạn đổi được những phần thưởng trong đây nữa. Thì ngày mai là hình như nghe nói là ngày mai cập nhật thì chúng ta sẽ hết cái sự kiện World Cup này nha mọi người, sẽ đổi qua cái mini game khác mà chưa biết được là mini game gì nữa. Thì ngày mai có cập nhật thì mình sẽ thông tin đó mọi người ha. Kim cương nè, đó các bạn thấy không. Rồi sau mà chơi cái trò này á thì các bạn cũng có thể kiếm được sách nữa nè. Chủ yếu là cái trò này các bạn sẽ kiếm sách nha, sách là nhiều, sách chơi cái trò này nhiều lắm các bạn ơi. Khi mà các bạn đụng vô cái bạch hai lần á thì các bạn sẽ xỉu nha. Rồi đó, các bạn sẽ nhận được số kim cương tương ứng ha. Rồi cách thứ ba nữa là các bạn sẽ nhập code nha mọi người. Code thì hiện tại thì game có 4 code thôi. Nếu mà nhập hết 4 code này thì các bạn cũng sẽ được 100-200 kim cương gì đó. Nếu các bạn nào chưa nhập thì mình có hướng dẫn nha. Đây, hiện tại thì game chỉ có 4 cái code thôi nha mọi người. Đầu tiên là cái code hotbot nè. Các bạn nhắn vô cái biểu tượng lo bên góc phải nha các bạn. Biểu tượng lo bên góc phải nè, nhắn vô đây. Rồi nhắn đầu tiên là cái code hotbot nha. Thì cái code này các bạn phải ghi đúng chữ hoa chữ thường luôn. Bằng cách là các bạn copy đi, xíu là mình sẽ để dưới phần comment game có cái link bài viết hướng dẫn mọi người nhập code á. Mọi người lên đó copy cho nó dễ ha, rồi nhắn nhận code. Thì code này các bạn sẽ nhận được 30 kim cương ha. Rồi cái code tiếp theo là cái code Halloween nha mọi người. Cái code này thì các bạn sẽ nhận được sách. Hiện tại là mình đang có không sách nè. Mình sẽ nhận được sách nha. Đây là cái code Halloween nha các bạn, nhắn vào chữ nhận nè thì các bạn sẽ nhận được khoảng mấy chục cuốn sách, 20 cuốn sách ha. Rồi hai cái code này thì các bạn phải vào trong kho để lấy nha mọi người. Cái code tiếp theo, code thứ ba đó là cái code Transport ha, các bạn sẽ nhắn nhận, phải vào trong room mới được ha. Đây thì đây các bạn sẽ nhắn thấy cục kim cương nè, nhắn vô ha, đó là nó sẽ cộng kim cương vô cho mọi người. Rồi cái code thứ tư là cái code cũng là code kim cương luôn nha mọi người, đó là Food ha, nhắn chữ nhận nè. Và cái code này mọi người cũng vào trong kho để lấy luôn. Cái kho là cái nhân viên ở dưới này nè mọi người. Có nhiều bạn hỏi mình là kho nằm ở đâu á, kho nằm ở đây nha, nhân viên đây nè. Là do bạn này bạn chưa dịch chính xác đó mọi người. Rồi nhắn vô cục kim cương ha. Đấy thì các bạn sẽ được cộng vô. Đấy hiện tại là mình có 130 kim cương. Đấy, nhập hết code nha các bạn ơi. Rồi cách tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhận được từ chỗ con mèo này nha mọi người. Đấy thì cho hiện tại thì trong con mèo mình có nhận được sách đồ các kiểu nè. Nhưng mà lâu lâu nó sẽ có kim cương rồi nhớ nha, các bạn nhớ vô đây để mà nhận. Rồi đó là bốn cách để mà các bạn có thể là kiếm kim cương nhiều nhất nha mọi người. Mà đa số là mọi người sẽ xem quảng cáo ha, xem quảng cáo là nhiều nhất luôn. Một ngày các bạn chịu khó xem 200 quảng cáo là đuối rồi mọi người, 200 cái thôi ha, giới hạn 200 cái thôi nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay thì mình sẽ decor cái nhà neon nha mọi người. Tại vì mình lên vàng 2 rồi thì mình sẽ được mở nhà neon. Đây đầu tiên là cái ghế neon này 200 mấy nè. Đấy hiện tại thì mình hôm qua giờ mình offline mình giờ mình nhận được 9 triệu luôn nha mọi người. Đó các bạn lên bằng 2 là kiếm tiền dễ lắm. Rồi mình sẽ đổi qua cái ghế neon này cũng rẻ ha, có mấy trăm mà. Rồi để đổi qua cái sàn này neon nè. Rồi mình sẽ đổi qua cái này nữa, mình sẽ mở thêm cái này đã mọi người, hồi bữa mình chưa mở cái này ha. Rồi mình sẽ đổi qua một cái sàn này neon nè. Đó wow, quay ăn bật hay cái gì nhìn đẹp lắm mọi người. Rồi tiếp theo nữa là căn nhà nha mọi người. Đó trời ơi, tắt 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 cho mọi người xem đấy. Đó căn nhà của mình đẹp không các bạn ơi. Rồi còn gì nữa không ha. Đây đây còn cái này, cái trang trí bảng hiệu nè. Rồi rồi cái, còn cái bảng neon nữa nè. Đấy đó, hôm qua có bạn hỏi mình là những cái đồ World Cup đổi ra ở đâu thì nó nằm ở đây nha mọi người. Đấy nhưng mà cái thông số của nó không có cao ha, thông số của nó là thời gian xếp hạng chờ có 6% à.
trong khi đồ neon là 8% nha. Cho nên là mọi người đừng cứ xài mấy cái đồ quân cấp đó làm gì. Rồi đó, rồi nguyên cái mặt tiền của mình là nguyên bộ đồ neon rồi đó mọi người. Nhà cửa rồi các kiểu, đường xá rồi các kiểu đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ vào nhà bếp nha mọi người. À, hôm nay thì mình sẽ mướn thêm nhân viên. Nhìn nhân viên mình mới nhớ, mình lên bằng 2 rồi mình có quyền tuyển thêm nhân viên nha. Hôm bữa mình chưa có tuyển hết. À, mình sẽ tuyển thêm rửa chén thêm nè ở sảnh buffer của mình nha mọi người. Đấy, mình thiếu người. Sảnh này thiếu người lắm luôn ấy, cái lẩu nó bưng không hết nè mọi người. Rồi mình sẽ tuyển thêm sảnh buffer nè. Nhân viên thì mình tuyển rồi, phụ bếp thì còn một cái người này mình chưa tuyển. À, người này thì phải đổi trong đây nha mọi người. Phương sư phụ này phải đổi trong đây. Nhưng hiện tại thì mình có 1960 rồi nè. Hôm qua mình quay đó mọi người. Nếu như bạn nào mà xem clip của mình sẽ biết cái mẹo quay này ha. Cỡ 2.000 điểm này thì mình quay cỡ 7.8 kim cương là mình quay được mà 2.000 điểm rồi. Vũ công thì mình cũng quay cỡ đâu đó khoảng 4.500 kim cương là mình quay được vũ công rồi mọi người. Và có mẹo nha, không thua không có mẹo là các bạn phải quay 4-5 ngày là lâu lắm. Giờ mình sẽ còn 4 điểm thôi, mình quay nhanh luôn ha. Quay mẹo thì các bạn phải backup đồ tùm lum la nữa. Rồi mình quay nhanh luôn. Rồi bạn nào muốn xem cái mẹo thì xem lại clip trước của mình nha mọi người. Còn bây giờ mình quay cho nó lẹ đi để làm clip cho các bạn xem ha. Rồi được 10 cái điểm may mắn nè. Thì mình quay thêm 2 lần nữa thôi là mình sẽ nhận được 80 điểm nha mọi người. Rồi còn 10 điểm nữa luôn. Rồi đủ luôn nha mọi người. Lên 207 luôn kìa. Rồi mình sẽ đổi phương sư phụ nha. Đó mình sẽ có thêm nhân viên nữa nha mọi người. Có thêm nhân viên làm việc nữa ha. Rồi hiện tại điểm phục vụ của mình mà lên 6.000 hơi bị chua để mà lên bàn 3 nha. Mà bàn 3 không biết có mở chưa nữa mọi người. Rồi qua bên đầu bếp. Đầu bếp thì mình sẽ tỉ thêm 2 người nữa. Một người nè. Rồi giờ cái buffer của mình là hơi bị giàu luôn. Đấy, nhân viên đầy đủ nha mọi người. Buffer của mình là nhân viên đầy đủ nè. Cao phương sư phụ hồi nãy mình tuyển nó mất tiêu rồi ta. Chạy đi đâu mất tiêu rồi ha. Rồi đâu mất tiêu hết rồi. Đó, mình sẽ tuyển thêm đây. Phương sư phụ nè mọi người. À, phương sư phụ sẽ đi bưng lẩu luôn nha. Trời đất ơi, phương sư phụ nè. Mình tưởng là sẽ nấu trong bếp chứ. Rồi, mình hướng hết nhân viên rồi đó mọi người. Mình hướng hết nhân viên luôn rồi á. Và các bạn nhớ là cho diễn viên của mình diễn nha. Đấy, sắp xếp thời gian cho diễn viên của mình diễn. Mình bỏ vũ công vô cho nó diễn nè. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí neon cho cái phòng bếp của mình ở bên đây nha mọi người. Đây phòng bếp của mình bên đây. Rồi một cái bàn neon nè. Đấy phòng bếp của mình là trang trí neon vô là bao đẹp luôn. Wow. Wow, xịn luôn nha mọi người. Hợp với bộ đồ của bác rửa chén gì la luôn nè. Rồi neon luôn ha. Trời ơi xịn luôn nha mọi người. Trời ơi xịn luôn nha mọi người. Rồi đây là còn cái sàn nữa. Đấy trời ơi, full đồ neon luôn mọi người. Hồi nãy mình có 9 triệu đi con, cái giờ còn 2 triệu mấy thôi. Với lại là hôm nay thì có qua phòng đại sảnh nè. Đại sảnh mình decor neon luôn ha. Đại sảnh nè, neon nè, lên đồ neon luôn. Trời ơi quán mình bữa nay giàu lắm nha mọi người. Quán mình bữa nay giàu lắm luôn á. Đó mình sẽ decor, không biết là chắc là decor hết 2 cái phòng này lại ở ngoài tiệm thôi là hết rồi mọi người. Mình sẽ đổi ra kim cương mình decor luôn. Rồi hết kim cương ha, đổi ra luôn. Á à, được mở nè. À phải mở cái này trước nha mọi người. Rồi mình sẽ decor hết luôn ha. Đó trời ơi xịn luôn nha mọi người ơi. Mình có 1.800 kim cương lần mà cho nên là decor thoải mái luôn. Decor cũng được 2 phòng á. Có gì ngày mai mình sẽ đề phòng decor phòng tiếp theo sau. Cái này chưa mở hả? Đấy cái này nữa nè mọi người. Đó chắc hôm nay là mình decor được 2 phòng. Bàn ghế là tùm lum luôn ha. Mấy cái bàn neon nè sáng bưng luôn. Này khách phải vô ăn đùm nượp luôn nha các bạn. Rồi mai cập nhật tính năng shipper nữa. Ngày mình để tiền ngày mai có gì cập nhật tính năng shipper để mà mở đó mọi người. Mở mấy tính năng shipper rồi các kiểu đó ha. Mình sẽ nâng cấp hết cái khăn ra hết cái đại sảnh này thôi. Đấy rồi cái đại sảnh của mình giờ lung linh luôn nha mọi người. Lung linh với cái nhà bếp ha. Trời ơi mọi người thấy ghiền không? Trời ơi thấy đã ha. Quá trời đã luôn á mọi người. Còn cái gì mình chưa decor không?
Đó, mình đã decor full ha, có bàn này chưa decor nè, decor luôn cái nó full đi cho rồi, rồi sử dụng luôn ha, tại vì mình ít bữa mình cũng phải cần phải có điểm điểm cơ sở nhiều để mà lên bằng 3 nữa các bạn. Đây mình sẽ sử dụng mấy cái xịn sò, rồi mình đã sử dụng hết cái neon của cái phòng này rồi đó mọi người, rồi mình còn 1.400 kim cương thôi. Đấy, thì ngày mai đi, ngày mai mình sẽ để dành số kim cương này đến ngày mai để mở thêm chức năng mới để mình sử dụng nữa. Ngày mai các bạn cũng nên nhớ để kim cương để dành nha. Rồi các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Nếu như bạn nào mà chưa có kim cương nhiều nhớ tích kim cương nha, bằng cách là xem quảng cáo nè, code nè, mini game nè, rồi tờ chỗ con mèo này để nhận kim cương nha mọi người. Với lại là còn một cái nữa là các bạn chơi cái này nè, hình như là cũng lâu lâu cũng có kim cương á, ghép mấy cái này nha mọi người, ghép những ngũ vị nè các kiểu ha. Đấy mình được một cái lọ muối rồi nè, rồi các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha, rồi cho các bạn chiêm ngưỡng lại cái ngôi nhà của mình mới decor nhà này không. Đấy lên vàng hai cái nó giàu nó khác ngay liền mọi người, đẹp không, nhìn phía trước thật là đẹp nhờ, nhìn phía trước này các bạn đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi vô trong nhà nhìn cái nhà bếp của mình với lại cái đại sảnh, trời đất ơi, ủa hai cái bàn này sao chưa thay đổi ta, hai cái bàn đó mình mua chưa ta mà chưa thay đổi ta, à tại vì khách chưa ăn xong nha mọi người, để mình tính tiền đi cho khách ăn xong mình để đổi qua cái bàn cho nó xịn. Đấy đổi qua cái bàn khác ha, đó nó đổi qua cái bàn đi không nha mọi người, còn cái bàn này nữa, bàn này chưa ăn xong đấy nè, sao bạn này bạn này đang gọi món nha mọi người, trời á, đợi bạn này gọi món đó. Rồi bye bye mọi người, và ngày mai có tính năng mới thì mình kết nhập cập nhật lên video cập nhật liền cho mọi người ha, bye bye.